Căn cứ vào 5 loại mắt do phép thần thông, căn cứ vào 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp phải bất cộng, căn cứ vào đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, căn cứ vào 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, căn cứ vào pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, căn cứ vào trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, căn cứ vào hạnh của Đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Thế Tôn dạy trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, cụ thọ thiện hiện trụ vào không của các pháp mà quán bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa còn bất khả đắc, thì làm sao có người hành bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa có thể đắc, quán bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo còn bất khả đắc, thì làm sao có người tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc, quán bốn tịnh lượng, bốn vô lượng, bốn định vô sắc còn bất khả đắc, thì làm sao có người tu bốn tịnh lượng, bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc, quán tám giải thoát cho đến 10 biến xứ còn bất khả đắc, thì làm sao có người tu tám giải thoát cho đến 10 biến xứ có thể đắc, quán pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không còn bất khả đắc, thì làm sao có người trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không có thể đắc, quán chân như cho đến cảnh giới bất thương nghỉ còn bất khả đắc, thì làm sao có người trụ chân như cho đến cảnh giới bất tương nghỉ có thể đắc, quán thánh đế khổ tập diệt đạo còn bất khả đắc, thì làm sao có người trụ thánh đế khổ tập diệt đạo có thể đắc, quán pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện còn bất khả đắc, thì làm sao có người tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện có thể đắc, quán địa của các đại bồ tát còn bất khả đắc, thì làm sao có người tu địa của các đại bồ tát có thể đắc, quán pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa còn bất khả đắc, thì làm sao có người tu pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa có thể đắc, quán nằm lại mắt, sáu phép thần thông còn bất khả đắc, thì làm sao có người dẫn phát nằm lại mắt, sáu phép thần thông có thể đắc, quán 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp phải bất cộng còn bất khả đắc, thì làm sao có người dẫn phát 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp phải bất cộng có thể đắc, quán đại từ đại bi, đại hỷ đại xả còn bất khả đắc, thì làm sao có người an trụ đại từ đại bi, đại hỷ đại xả có thể đắc, quán 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp còn bất khả đắc, thì làm sao có người lấy các tướng hảo trang nghiêm thân này có thể đắc, quán pháp không quên mất tánh luôn luôn xả còn bất khả đắc, thì làm sao có người dẫn phát pháp không quên mất tánh luôn luôn xả có thể đắc, quán trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng còn bất khả đắc, thì làm sao có người dẫn phát trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc, quán tất cả hạnh của Đại Bồ Tát còn bất khả đắc, thì làm sao có người có thể hành tất cả hạnh của Đại Bồ Tát có thể đắc, quán quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật còn bất khả đắc, thì làm sao có người năng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật có thể đắc, quán trí nhất thiết trí còn bất khả đắc, thì làm sao có người có thể đắc trí nhất thiết trí có thể đắc, quán chư Như Lai ứng chánh đẳng giác còn bất khả đắc, thì làm sao có người chuyển vô thượng pháp luân có thể đắc, quán pháp vô sanh diệt còn bất khả đắc, làm sao có người chứng pháp vô sanh diệt có thể đắc. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì đối với tất cả pháp, cụ thọ thiện hiện trụ vào nơi viễn ly, trụ vào nơi tịch tĩnh, trụ vào nơi vô sở hữu, trụ vào nơi vô sở đắc, trụ vào nơi không, trụ vào nơi vô tướng, trụ vào nơi vô nguyện. Này Kiều Thi Ca, cụ thọ thiện hiện đối với sự trụ của tất cả pháp có vô lượng thắng trụ như vậy, so với sự trụ bát nhã ba la mật đa sâu xa vi diệu của các đại bồ tát trụ thì trăm phần ngàn phần cho đến phần nhỏ nhất cũng không bằng một. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì trừ sự trụ của chư Phật ra, thì sự trụ vào bát nhã ba la mật đa thâm diệu của các đại bồ tát so với sự trụ của thanh văn độc giác rất là tối thắng, là tôn quý, là vi diệu, là vô thượng. Cho nên này Kiều Thi Ca, nếu đại bồ tát muốn trụ trên tất cả hữu tình, thì nên trụ vào sự hành trụ của bát nhã ba la mật đa thâm diệu. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì các đại bồ tát trụ trong trụ này thì vượt qua địa vị thanh văn độc giác, chứng nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, mau viên mãn tất cả Phật pháp, đoạn hẳn sự tương tục của tập khí phiền não, mau chứng đắc trí nhất thiết trí.
được gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoàn toàn làm lợi lạc cho tất cả hữu tình, khiến họ trụ nhập vào tam thừa giải thoát của trời người. Lúc ấy trong chúng hội có vô lượng vô số cõi trời thứ 33 hoan hỷ khôn xiết, đều lấy hương hoa vi diệu của trời dâng giải cúng dường Như Lai và các đệ tử. Trong chúng hội có 800 bí xô đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, trịch bày y vai hữu, quỳ gối sát đất, cúi đầu cung kính, chắp tay hướng về Phật, chiêm ngưỡng tôn nhan, mắt không rời. Nhờ thần lực của Phật nên trong lòng bàn tay họ tự nhiên có đầy hương hoa vi diệu. Chúng bí xô ấy hết sức vui mừng vì có thứ chưa từng có. Mọi người lấy hoa ấy dâng lên cúng dường Phật và các Bồ Tát. Giải hoa xong họ cùng phát nguyện: chúng con đem sức căn lành thủ thắng này, nguyện luôn an trụ vào sự hành trụ vi diệu của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu mà thanh văn độc giác không thể trụ được, và mau hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, vượt qua địa vị thanh văn độc giác. Khi ấy biết chúng bí xô vui vẻ thanh tịnh nhất định không thối chuyển, Như Lai liền mỉm cười. Theo thường pháp của Phật, khi mỉm cười từ miệng phóng ra những loại ánh sáng xanh vàng, đỏ trắng, hồng tía, xanh biếc, xanh lục, vàng bạc, pha lê, chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới. Ánh sáng ấy thu trở lại vòng quanh thân Phật, quay 3 vòng rồi nhập vào trên đỉnh Phật. Thấy điểm lành này, Ananda quá vui mừng liền đứng dậy lễ Phật, chắp tay thưa: